xe thiết giáp chở quân LAV-6 là phiên bản nâng cấp của xe LAV-3 Kodiak dựa trên thực tế chiến đấu của lục quân Canada. LAV-6 được thiết kế để vận chuyển lính bộ binh tới chiến trường. Kíp xe gồm 3 người, chỉ huy, pháo thủ và lái xe. Với trọng lượng hơn 28 tấn, xe có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C-17 và C-5. Xe có cơ cấu 8 bánh, gồm 4 bánh điều hướng, tốc độ tối đa đường trường là 100 km/h, đường địa hình là 40 km/h và phạm vi hành quân 600 km. Ngoài ra, xe có thể vượt hào 2m và vượt chướng ngại vật thẳng đứng cao tới 60 cm. Vũ khí chính của xe là pháo bắn nhanh Bushmaster 25mm. Bên cạnh đó, xe trang bị một súng máy đồng trục 7,62mm và một súng máy 5,56mm gắn trên tháp pháo. Là một trong những dòng thiết giáp chở quân được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Vỏ kép hình chữ V của LAV-6 giúp nó chống chịu tốt trước mìn và các loại thiết bị nổ tự chế. Cùng lúc, xe có khả năng chịu được đạn xuyên giáp cỡ 14,5mm. Ngoài kính tiềm vọng, camera ảnh nhiệt hay thiết bị quan sát phía sau, xe còn tích hợp một hệ thống cảnh báo laser giúp phát hiện và theo dõi mục tiêu. Hiện quân đội Canada có trên 600 chiếc LAV-6, dự kiến phục vụ đến năm 2035.